Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm ở các cửa ngõ ra vào thành phố và trên các tuyến quốc lộ, tập trung xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia quá nồng độ, không đội mũ bảo hiểm. Trong dịp lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lực lượng để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ yên vui và trọn vẹn.